Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dù tin mừng chỉ nói vắn tắt các hoạt động thường ngày của Chúa Giêsu, chúng ta cũng thấy Ngài hầu như bị tràn ngập bởi đủ loại công việc. Hết lo chữa lành các bệnh nhân, lại lo trừ quỷ, rồi lại rao giảng tin mừng. Chưa xong việc ở làng này, đã phải vội vã lên đường đến xã khác. Dù giữa trăm công ngàn việc bề bộn như thế, Đức Giêsu luôn giữ vững hai trục quan trọng giúp thống nhất và quân bình đời sống. Động cơ thúc đẩy mọi việc là tấm lòng đầy tình thương xót của Ngài đối với mọi người. Ngày Sa-bát nghỉ lễ mà Chúa cũng đâu có được nghỉ ngơi. Suốt cả ngày giảng dạy ở hội đường và trừ quỷ, tối đến, Chúa về nhà hai ông Simon và An-rê, có lẽ là để ngã lưng một chút. Thế mà dân chúng cũng đâu có để cho Ngài yên. Ngày Sa-bát không được mang vác gồng gánh, thì họ đợi đến lúc mặt trời lặn, tức là hết ngày Sa-bát, mới đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Việc kết hiệp mật thiết giữa Ngài và Thiên Chúa Cha là công việc quan trọng đến nỗi nhất thiết phải làm cho bằng được, dù đó là lúc đêm khuya hay sáng sớm. Trong cuộc sống đô thị hóa hiện đại, tốc độ công việc đương đẩy nhanh đến độ chóng mặt. Những người mắc các chứng bệnh căng thẳng thần kinh, tai biến mạch máu não, đau tim ngày càng nhiều. Hiện tượng chung của căn bệnh thời đại là thiếu một hoặc cả hai trục đời sống quan trọng đó. Chúng ta có đang thiếu trục đời sống nào không? Chúng ta có coi việc cầu nguyện là vô ích khi chúng ta đang bận rộn với quá nhiều việc phải làm không? Phương thế rất hữu hiệu để phục hồi chức năng của hai trục đời sống là hãy làm như Đức Giêsu, dành ít phút mỗi ngày để gặp gỡ Chúa trong việc cầu nguyện.